Khi em tìm được một nửa yêu thương, em sẽ cố gắng là một người phụ nữ và một người vợ quan tâm và yêu chồng hết lòng. Đó là ước mơ của em từ trước đến nay. Với em, chỉ cần anh nào đó yêu thương mẹ con em thật lòng, dù cho nhà tranh vách lá hay là ở nhà thuê, mà mang tấm lòng yêu thương mẹ con em vẫn chấp nhận và vui vui mừng là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Dạ thưa quý cả nhà thân mến, đây cũng là lần đầu tiên em chia sẻ bày tỏ bản thân. Chương trình Kết Nối Yêu Thương có những lời nói nào em chia sẻ không được hài hòa, em kính mong quý bà con thật lòng thông cảm lượng tình bỏ qua. Em hy vọng quý anh xem qua chương trình những tâm tư nguyện vọng em bày tỏ ngày hôm nay. Em hy vọng em và quý anh cho nhau cơ hội tìm hiểu để em cùng quý anh được rơi vào vai hạnh phúc. Dạ em Phúc Kết Nối Yêu Thương gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào đại gia đình mình ạ. Dạ em giới thiệu với chị em Phúc, cảm ơn chị ngày hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Dạ em mời chị giới thiệu gửi đến quý vị khán giả thân mến, chị tên gì, từ đâu đến, năm nay chị mấy mươi ạ? Xin chào anh Phúc. Em trước hết thì chào mấy chú, mấy cô, mấy bác, anh chị trong nước và ngoài nước. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồng Đẹp, em đến từ Cao Lãnh, em năm nay 35 tuổi. Dạ, em mời chị giới thiệu tình trạng hôn nhân gia đình mình ạ. Dạ, tình trạng hôn nhân của em là mẹ đơn thân. Dạ, hiện tại em được một bé trai. Trong thời gian em sanh bé, hôn nhân của em không có được may mắn. Thời điểm em sanh con em ra chưa có xuất viện, ông xã em rời khỏi nhà ra đi đến ngày hôm nay. Hôm nay hai chị gái em đưa em đến chương trình. Em hy vọng em tìm được một nửa yêu thương. Điều ước đó nhiều năm trôi qua em chưa thực hiện được. Nhiều lúc con em hỏi ba đâu rồi mẹ. Những lúc bé hỏi ba em đau lòng nhiều lắm. Chỉ biết nén cầm lại những giọt nước mắt cho con em được vui. Nhiều lúc em nhìn những anh chị ở địa phương có đầy đủ vợ chồng con cái hạnh phúc, em khát khao mơ ước mẹ con em được hạnh phúc như vậy, mà điều ước đó đến ngày hôm nay em chưa thực hiện được cho con em có đầy đủ ba mẹ. Những bé trẻ thơ hỏi những câu hồn nhiên, ba con đâu rồi mẹ, em xót xa và đau lòng nhiều lắm anh ơi. Cách đây mấy năm anh chị gia đình em thấy hoàn cảnh mẹ con em đơn chiếc có động viên em bước thêm bước nữa, nhưng thời điểm đó em muốn dành hết tình thương lại cho con em. Những ngày gần đây bên gia đình anh chị em có xem bên chương trình của anh Phúc, có động viên em đến với chương trình bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương, nhưng em không đủ sự can đảm nên ngày hôm nay hai chị gái của em và anh rể em đưa em từ Đồng Tháp lên đến chương trình Kết Nối Yêu Thương. Dạ vậy là trong thời gian qua gia đình của chị có xem chương trình Kết Nối Yêu Thương bên em, và sau đó gia đình chị là có động viên chị đến với chương trình bên em để bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương, nhưng mà chị đi một mình chị ngại, chị không đủ tự tin nên ngày hôm nay là hai chị gái của chị cùng một anh rể với chị là bốn thành viên trong gia đình chị đi từ Đồng Tháp lên đến chương trình thành phố Hồ Chí Minh bên em để bày tỏ bản thân, hy vọng là chị tìm được một nửa yêu thương phải không ạ? Dạ đúng rồi. Mình chuẩn bị mình làm công việc gì đó, mình được cái sự động viên từ bạn bè người thân gia đình, mình cảm thấy ấm lòng một phần nào rồi. Ngày hôm nay là chị từ Đồng Tháp lên đến thành phố Hồ Chí Minh văn phòng Kết Nối Yêu Thương bên em, bên cạnh đó là được hai chị gái nè và anh rể chị nè đưa chị đến chương trình để chị bày tỏ bản thân, hy vọng chị là tìm được một nửa yêu thương để về vun đắp những tình yêu thương tháng năm ngày dài trôi qua mà chị không được hạnh phúc bên người thương của mình. Mình làm việc gì đó mình được cái sự mình động viên từ gia đình lớp, mình cảm thấy ấm lòng một phần nào hả chị à? Dạ đúng rồi anh, giờ có anh chị em đưa em lên chương trình em đỡ luôn phần nào. Thưa anh Phúc, đây là chị hai của em, đây là chị sáu của em. Anh ngồi khác bên cạnh anh là anh rể của em. Trong thời gian qua hạnh phúc hôn nhân của chị trên phần video chị chia sẻ là không được may mắn như những gia đình anh chị khác, nhưng mà bên cạnh đó chị bù đắp lại được những tình yêu thương từ hai chị gái của chị và gia đình thân thương của mình, và bên cạnh đó đặc biệt hơn nữa là được anh rể chị nè rồi chị gái chị nè đưa đi là em cảm thấy là cho chị là ấm lòng một phần nào, gia đình yêu thương mình rồi. Gia đình em cuộc sống nông thôn eo hẹp nhưng bù đắp lại được tình yêu thương anh chị gia đình em quan tâm em nên em vượt qua được những lúc đau buồn. Nhân dịp video ngày hôm nay em cảm ơn hai chị và gia đình đã cưu mang hai mẹ con em trong suốt thời gian qua. Khi em vừa sanh con ra chưa xuất viện,
Ông xã em rời nhà ra đi mãi mãi đến ngày hôm nay. Lúc đó mẹ con em chưa được xuất viện. Em nghe được tin ông xã em rời nhà ra đi. Lúc đó tâm trạng em sự rối loạn không còn đủ bình tĩnh. Tất cả anh chị gia đình em biết được cảm giác lúc đó em đau buồn. Anh chị gia đình luôn kề cạnh bên em để động viên em vượt qua sự đau buồn em mới sanh. Nhờ có sự công ơn to lớn gia đình của anh chị em, mẹ con em vượt qua những lúc đau buồn đến ngày hôm nay. Chị giới thiệu với Phúc là chị là chị Sáu Đẹp. Gia đình anh chị của chị ai cũng được hạnh phúc bên gia đình. Chỉ còn có mình Đẹp là em gái của chị không may không được hạnh phúc bên chồng khi mới bắt đầu vào bệnh viện sanh. Gia đình chị cảm thấy Đẹp là em gái của chị không hạnh phúc bên chồng nên gia đình chị dành hết tình thương cho mẹ con Đẹp vừa qua đến ngày hôm nay. Nhìn em lúc không được hạnh phúc ơn con nuôi từ lúc mới chào đời, bổn phận của chị làm chị nhìn em mình không được hạnh phúc đau lòng muốn phúc ơi. Sau khi gia đình chị xem được chương trình kết nối yêu thương bên Phúc, chị và những thành viên trong gia đình động viên em gái chị trong suốt thời gian vừa qua đến ngày hôm nay. Đẹp là em gái của chị mới đủ tự tin để chị cùng gia đình đưa Đẹp đến chương trình của Phúc để bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương. Chị hy vọng thông qua chương trình kết nối yêu thương có những bạn, những em trai nào đồng cảm với Đẹp là em gái của chị. Gia đình chị rất trân trọng nếu có em trai nào đó yêu thương Đẹp là em gái của chị. Gia đình chị ước mơ rất rằng người đó em nào làm em dễ gia đình chị. Gia đình chị yêu thương như người trong gia đình. Chị cũng xin chia sẻ với Phúc, cuộc sống của Đẹp em gái của chị khổ lắm Phúc ơi. Trong thời gian sanh không được hạnh phúc với chồng, với lại lúc đó em chị Đẹp mới vừa sanh chị chồng con như vậy nên lúc đó em chị bị suy sụp tinh thần nên gọi việc già đất. Lúc đó em chị không còn tinh thần, giao hết lại cho những người làm ăn cùng. Lúc đó em chị tin tưởng họ quá, cuối cùng mất trắng tay. Nhưng mà em muốn chị gặp nạn, bổn phận của chị làm chị đâu có bỏ em làm việc đâu em. Nên vợ chồng chị cho Đẹp ở bên gia đình nhà vợ chồng của chị. Khi em chị sanh thương tâm hồn không được bình ổn, chồng con như vậy sao bình ổn được em. Thì lúc đó em của chị không có sữa mẹ cho con bú. Trong bệnh viện thời điểm đó, bác sĩ hiểu được cuộc sống em của chị và bác sĩ tư vấn cho gia đình chị xin sữa những người mẹ đang sanh trong bệnh viện để cho con có Đẹp. Cháu của chị có sữa bú. Thật sự chị chia sẻ với Phúc, thời điểm đó Đẹp em của chị chưa hết đau buồn thì mẹ của chị là mẹ của Đẹp không may lại đổ bệnh. Lúc đó em chị vừa ôm con nhỏ vừa chăm sóc bệnh cho mẹ đến ngày mẹ dám mất ra đi. Thật lòng chị chia sẻ em gái của chị một người phụ nữ rất hiếu thảo với gia đình. Em trai nào mà yêu thương em gái của chị, em gái của chị là một người phụ nữ luôn sống yêu thương chồng con hết lòng. Gia đình của chị ở trong vùng sâu vùng xa, cuộc sống anh chị em trong gia đình cũng khó khăn nên hiện tại nên vợ chồng của chị chỉ phụ giúp được em Đẹp cho hai mẹ con của Đẹp ăn ở nhà chị. Vợ chồng chị cũng khổ nhưng mà giờ em Út còn khổ hơn mình nên hai vợ chồng chị đưa hai mẹ con của Đẹp về ở nhà hai vợ chồng của chị. Đến thời điểm ngày hôm nay, ước mơ gia đình chị chỉ cần đặt là em của chị tìm được một người yêu thương thật lòng là chị cảm thấy ấm lòng rồi. Gia đình chị rất khó khăn nên dù có em trai nào đó có khó khăn cách mấy mà yêu thương em chị thật lòng là gia đình chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Gia đình chị nghèo, em trai nào đó có cuộc sống eo hẹp như gia đình của chị, mình cùng khó khăn với nhau về chung sống, chị nghĩ sẽ dễ thông cảm cho nhau. Chị sợ người ta có điều kiện, em chị thì khó khăn về sống với nhau không đồng cảm. Chị sợ em chị mất hạnh phúc. Em trai nào mà khó khăn cách mấy, chỉ cần yêu thương em của chị thật lòng là gia đình chị chấp nhận. Dạ thưa chị 35 tuổi, để mình tìm một nửa yêu thương, độ tuổi quý anh khoảng bao nhiêu để phù hợp với tiêu chí của mình? Dạ thưa anh, với em là đi tìm một nửa yêu thương, chỉ cần có anh nào đó yêu thương mẹ con em thật lòng. Từ khi em sanh con em ra tới ngày hôm nay, mẹ con em chưa được ngày nào hạnh phúc bên người mình thương. Với em, hạnh phúc và tình yêu thương là tất cả. Với quan niệm của em, chỉ cần anh nào đó yêu thương mẹ con em thật lòng. Em không đặt cao về vấn đề độ tuổi. Chỉ cần anh nào đó yêu thương mẹ con em, lớn tuổi hơn em, mang cho em mẹ con em được hạnh phúc là được. Chị với nguyện vọng chị tìm một nửa yêu thương, chị hy vọng là có anh nào đó yêu thương mẹ con chị thật lòng, mang cho mẹ con chị niềm thương và hạnh phúc. Trên phần video chị chia sẻ chị không đặt cao vấn đề về độ tuổi quý anh,
chỉ cần là quý anh lớn tuổi hơn chị, yêu thương mẹ con chị, mang hạnh phúc cho mẹ con chị. Nhưng mà lớn hơn là quý anh độ tuổi khoảng bao nhiêu chị, như là lớn hơn chị là từ 35 trở lên đến khoảng bao nhiêu đó. Ví dụ em đặt một câu là có anh nào đó 60, hơn 60 mà quý anh mang tấm lòng yêu thương bao vung vung đắp tình yêu thương cho mẹ con chị, à, thì chị có chấp nhận những quý anh nào mà độ tuổi khoảng 60, hơn 60 để đùm bọc hai mẹ con chị hết những quãng ngày còn lại không ạ? Dạ thưa anh, em nghĩ quý anh lớn tuổi thì chững chạc hơn. Em đồng ý những anh lớn tuổi hơn em. Cho em xin hy vọng một điều, khi anh nào đó yêu thương mẹ con em, đừng bỏ rơi mẹ con em giữa đoạn đường nha anh. Vì con em sinh ra chưa biết ba mình là ai. Em hy vọng anh mang lại tình thương, tình cảm và bù đắp cho mẹ con em. Dạ thưa chị, hiện tại công việc mình làm công việc gì chị? Dạ hiện tại công việc của em ở dưới quê, không phải như ở thành thị. Đa phần là công việc là bán thời gian. Khi nào bên chỗ nấu ăn có tiệc thì ta gọi cho em thì em đi làm. Khi nào mà ta nhận được tiệc là người ta mới gọi mình đến phụ hả chị? Dạ đúng rồi anh. Ở dưới quê công việc đa phần là bán thời gian không hả anh ơi. Với lại em có tiệm làm tóc nhỏ nhỏ, đó cũng là cuộc sống của hai mẹ con em. Nhưng không may thời gian gần đây con em và mẹ em đổ bệnh, lúc đó em rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Em sang tiệm tóc lại cho người khác để có khoản chi phí trong lúc bệnh. Hiện tại bây giờ em đang tìm công việc gì làm cho cố định để em cố gắng để dành một khoản thu nhập. Em mua lại ít đồ nghề làm tóc để em đi làm tóc dạo, đến tặng nhà anh chị nào có nhu cầu làm đẹp để em làm có cuộc sống cho hai mẹ con. Sao mà chị không làm tại nhà của chị gái của chị nè, mình khỏi phải đi làm dạo lòng vòng ở từng nhà ở địa phương sẽ vất vả hơn. Thì mình làm cái bảng đó, mình mua đồ nghề xong rồi mình làm cái bảng mình để là làm tóc hay là làm đẹp gì đó, thì khách hàng người ta đi ngang người ta ghé vào nhà của chị là rồi chị làm luôn. Thế giờ chị đi từng nhà không lẽ gọi người ta từng nhà, lúc đó sẽ vất vả hơn công việc của mình không chị? Nhà của chị em ở trong nông thôn hơi phức nên không thể làm tại nhà được đâu anh. Còn nếu mướn mặt bằng ở ngoài chợ 1-2 triệu. Hiện tại mẹ con em khó khăn nên không thể làm được. Em chỉ cần tìm một công việc gì đó cố định làm một thời gian để em có một khoản chi phí. Em về em mua đồ nghề làm tóc dạo. Em chỉ ước mơ bao nhiêu đó thôi là mẹ con em cũng có thu nhập hàng ngày rồi. Dạ thưa chị, tính cách quý anh như thế nào để phù hợp với tiêu chí của mình ạ? Mơ của em chỉ cần có anh nào đó yêu thương mẹ con em thật lòng, có những tính cách vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, người đàn ông của gia đình luôn yêu thương vợ con. Sắp đến đây mình tìm một nửa yêu thương đó, điều kiện kinh tế nhà cửa của quý anh như thế nào đó để phù hợp với tiêu chí của mình chị? Trong cuộc sống ai cũng có ước mơ mình sống cho cuộc sống ổn định. Với em chỉ cần anh nào đó yêu thương mẹ con em thật lòng, dù cho khó khăn, yêu thương mẹ con em vẫn chấp nhận để được hạnh phúc. Còn vấn đề khó khăn về hai vợ chồng cùng làm, dù cho anh nào có điều kiện cách mấy mà không yêu thương mẹ con em thật lòng, em cũng không dám nhận lời. Thật sự mẹ con em rất cần hạnh phúc. Một nửa yêu thương của mình đó, quý anh ở tỉnh thành nào để phù hợp với tiêu chí của mình? Dù cho quý anh ở tỉnh thành nào, vùng sâu vùng xa, đang ở một đất nước phương trời nào mà mang tấm lòng yêu thương mẹ con em thật lòng, em vẫn chấp nhận yêu thương anh. Thật sự mẹ con em cần hạnh phúc nhiều lắm. Dạ thưa chị có quan điểm là quý anh làm công việc gì để phù hợp với tiêu chí của mình chị? Em luôn đồng hành và trân trọng công việc làm của bạn em. Miễn sao anh ấy làm công việc gì đúng với tâm nguyện của mình, đừng có sai trái với lương tâm, em luôn đồng hành với công việc làm người bạn em. Trong thời gian anh chị tìm hiểu mà cảm thấy hòa hợp đó, chị có dự định trước cho mình là anh và chị sẽ lập nghiệp nơi nào? Với em cần tình yêu thương thật sự, cảm thấy hai vợ chồng ở nơi nào làm ăn được là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Dạ thưa chị, em đặt một trường hợp, nếu như có một anh nào đó mang tấm lòng yêu thương mẹ con chị, mà trong thời điểm này quý anh chưa có căn nhà riêng quá, thì chị có chấp nhận để quý anh tìm hiểu mình, hay là chị tìm anh nào đó có một ngôi nhà tư riêng? Với em chỉ cần anh nào đó yêu thương mẹ con em thật lòng, dù cho nhà tranh vách lá hay là ở nhà thuê mà mang tấm lòng yêu thương mẹ con em vẫn chấp nhận và vui mừng. Khi em tìm được một nửa yêu thương, em sẽ cố gắng là một người phụ nữ và một người vợ quan tâm và yêu chồng hết lòng. Đó là ước mơ của em từ trước đến nay. Dạ thưa quý cả nhà thân mến, đây cũng lần đầu tiên em chia sẻ bài tỏ bản thân chương trình Kết Nối Yêu Thương. Có những lời nói nào em chia sẻ
không được hoài hòa. Em kính mong quý bà con thật lòng thông cảm lượng tình bỏ qua. Em hy vọng quý anh xem qua chương trình những tâm tư nguyện vọng em bày tỏ ngày hôm nay. Em hy vọng em và quý anh cho nhau cơ hội tìm hiểu để em cùng quý anh được cơ hội quay hạnh phúc. Chị xin giới thiệu với Phúc, chị là chị thứ hai của em đẹp. Chị đại diện gia đình cảm ơn chương trình Phúc chia sẻ cho em gái của chị tìm một nửa yêu thương. Một lần nữa chị thay mặt gia đình chân thành cảm ơn chương trình Phúc Nghĩa. Dạ em Phúc xin thưa gia đình mình, thời lượng video đến đây gia đình mình có chia sẻ thêm, em xin phép khép lại chương trình. Em xin gửi lời chúc sức khỏe đại gia đình, quý bà con cộng đồng lời chúc thân thương. Thời lượng video đến đây em Phúc xin tạm khép lại chương trình. Xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành hạnh phúc. Quý cô chú anh chị xem video đừng quên bấm cho em xin lượt like, đăng ký, chia sẻ. Em cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị rất nhiều. Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kết Nối Yêu Thương. Anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân thương video tiếp theo. Dạ thưa chị và gia đình mình, có đồng ý cho em Phúc sử dụng hình ảnh video lời nói ngày hôm nay đăng trên cộng đồng mạng không ạ? Dạ em đồng ý, anh Phúc cảm ơn gia đình mình em ạ. Dạ xin chào và hẹn gặp lại gia đình video clip tiếp theo. Dạ xin chào, bye bye.